Xin chào mọi người và nhất là các em trai em gái tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Đây là video clip mà anh làm về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với của các em 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018. Đối với người tuổi Ất Sửu như đã nói thành Tuất ha, Tuất và Sửu là người ta gọi là bị tam hình. Nếu mà chọn năm là Tuất và Sửu là tam hình, cho nên là nó sẽ có nhiều cái điều mà gọi là không có tốt đẹp ở trong cái gia đạo cũng như cái vấn đề tình cảm ở trong cái nhiều mặt khác của cái tuổi Tuất ở trong năm này. Với nam mạng thì như đã nói hồi đầu năm là chiếu sao Kế Đô, và nữ mạng thì có sao Thái Dương. Vận niên thì dương hồi ngạn, dương về Sửu là tốt đẹp, công việc không có vấn đề gì. Tuy nhiên là như đã nói là các em là người hạ trung kim, hạ trung kim gặp năm bình địa mộc là đã là tương khắc kim khắc mộc rồi. Tuy nhiên năm nay là can mậu thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, cho nên hỏa rất vượng. Là như vậy mà người ta gọi là nam kế đô thì không xô cũng ngã, thì rất là dễ xảy ra cái việc không tốt đẹp cho bổn mạng. Bên cạnh đó là cái việc địa chi với cái năm tuổi Sửu gặp năm Tuất mà tam hình thì họ không tốt đẹp trong gia đạo cũng như các mối quan hệ, dễ gây thị phi tai biến ha. Thì cái sao Kế Đô nó cũng đối với nam mạng nó cũng là cái sao mà coi như là đem đến cái rối rắm ha, tranh chấp nữa, cho nên là không tốt đẹp. Còn nữ mạng thì có sao Thái Dương chiếu mạng. Cái sao Thái Dương thì như đã nói nó không là may mắn, danh lộc tốt. Tuy nhiên cái sao Thái Dương đó, thì nó lại là thuộc hành hỏa, nó hơi mạnh, nó hơi mạnh so với cái người mà hải trung kim, cũng không tốt đẹp gì. Những cái 6 tháng đầu năm mà anh đã làm ở trong cái video về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 là một hàng 6 tháng đầu năm, thì các em cũng đã thấy rồi, nó không có được ngon lành. Và tới giờ phút này sắp kết thúc tháng 6, cái tháng mà gọi là không tốt đẹp cực kỳ đối với tuổi của các em, vì tháng này là tháng cực hỏa, rất không tốt cho người mệnh kim cộng với là thành Tuất Sửu Mùi ha. Sửu Mùi là lục xung nữa. Như đã nói phân tích thì rõ ràng là tháng 5, tháng 6 là hai tháng rất là khó khăn đối với người Ất Sửu sinh năm 1985. Bắt đầu 6 tháng cuối năm bằng ngày tháng 7 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018, thì tháng 7 âm lịch là tháng Canh Thân. Thì tháng Canh Thân là đối như đã biết thì nó là thuộc gốc mộc, và như vậy thì mệnh là kim khắc mộc, bổn mạng mà tương khắc tháng đề phòng tai nạn nhưng mà nhẹ hơn. Dù gì đi nữa là chúng ta khắc tháng còn đỡ hơn là vừa rồi hai tháng, tháng 5, tháng 6 là tháng khắc mãn mệnh đầy khó khăn và nguy hiểm. Rồi thiên can thì Ất với Canh á, là thuộc ngũ hợp. Đây là sự hợp nhân nghĩa chủ về chữ nghĩa. Như vậy là thuộc ngũ hợp thì sẽ có tốt đẹp về công việc ha, dễ sinh được tiền tài ở trong cái tháng tháng 7 âm lịch. Địa chi Thân Sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương khắc nhau về mặt tử vi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành á, thì Thân thì đã như đã biết là kim, Sửu thì là thuộc thổ, như vậy là thuộc cái vòng tương sinh thổ sinh kim. Như vậy là ngon lành, dễ cái gia đạo nó cũng sẽ tốt đẹp đối với tuổi của các em ha. Tiếp theo đó là tháng 8 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. Tháng 8 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 là tháng Tân Dậu, và Tân Dậu thì tiếp tục là một tháng gốc mộc. Như vậy tiếp tục là mệnh kim khắc mộc, bổn mạng tương khắc tháng, đề phòng những cái tai nạn bất ngờ. Nhưng dù gì đi nữa thì cũng không đến nỗi quá nặng nề, quá khó chịu ở trong cái trụ mệnh như là cái tháng 5, tháng 6 ha. Như vậy là tháng 7 và tháng 8 là hai tháng mộc, mà kim khắc mộc thì bổn mạng của hai tháng này cũng vẫn chưa gọi là vững vàng, nó cũng vẫn còn nhiều điều xấu không tốt đẹp. Các em thì cần cẩn thận với cái người mà đặc biệt là các em nam, với cái sao Kế Đô người ta nói không xô cũng ngã, năm nay thì có nhiều điều rất là không tốt đẹp nên là cần cẩn thận hơn ha. Rồi thiên can á của tháng 8 á, là Tân của Tân Dậu á, chữ Tân nó khắc chữ Ất. Tháng khắc thiên can, công việc là cực kỳ dễ sinh rối rắm, gặp chống phá, thậm chí là lâm vào bế tắc, dễ hao tài tốn của.
đặc biệt với những người vướng sao kế đâu. Như người tốt anh đó thì đặc biệt là anh không thích định. Những người nào có sao mạng tốt thì anh ít nhắc tới. Ví dụ như là sao mạng của các em nữ ở này là có sao Thái Dương, tuy là nó không có gọi là tốt đẹp hoàn toàn nhưng nó cũng là một cái tinh quân tốt, thì nó vẫn tốt đẹp hơn những người nam với cái sao kế đô đầy khó khăn mà khó chịu ở trong cái năm này. Người mà Sửu, người mà mang mệnh tuổi Sửu thì đa phần là những người thích chịu đựng và rất là siêng làm, nhưng mà rõ ràng năm nay là năm không may mắn, không gặp thời, làm gì nó cũng không được suôn sẻ, thậm chí là còn có các mối quan hệ còn tạo ra cho mình khó chịu nữa, đặc biệt là các mối quan hệ ở trong gia đình luôn chứ không phải là ở ngoài xã hội không. Rồi địa chi Dậu Sửu, như vậy là nó thuộc nhóm tam hợp tỵ Dậu Sửu, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không những cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Như vậy là với cái tháng 8 thì cũng giống như tháng 7 là bị mệnh là bị kim khắc mộc rồi, là bản mệnh khắc tháng. Thiên can thì bị chữ tân nó khắc chữ ất, là công việc là khó khăn. Tuy nhiên là rất tốt ở chỗ là địa chi, địa chi là Dậu, Dậu thì tỵ Dậu Sửu thì tam hợp này nó sẽ đem lại một chút may mắn. Người ta nói có tam hợp thì nó hóa giải tam tai. Hy vọng rằng với cái tam hợp địa chi tỵ Dậu Sửu, là một cái tam hợp mà khá là tốt đẹp, sẽ hy cứu là bạn lại bớt cái sự khó khăn ở trong công việc của cái chữ tân nó khắc ất. Không mới vui với cái này, tháng này mà lỡ con gặp hung họa thì cũng sẽ có quế nhân giúp đỡ, vì cái địa chi tỵ Dậu Sửu này nó sẽ tương trợ rất nhiều cho những cái người mà bị xui xẻo ha. Còn nếu mà với các em mà nữ thì gặp có sao Thái Dương thì nó cũng có chút khó khăn cho công việc, có chống bán. Tuy nhiên mà với cái tam hợp này thì hy vọng nó cũng chẳng có gì đối với tụi các em. Các em thì tuổi Sửu mà nữ mạng á thì là trầm ngâm ha, đi bước nào chắc bước đó, đôi khi là có một chút gọi là quá sòng phẳng nữa ha. Cho nên là tiền mà có ấy thì cũng không cho ai mượn đâu, ít cho ai mượn lắm. Mượn thì tính toán kỹ, đó là cái cách sống của người tuổi Tân Sửu. Mình chỉ nói thiên tính thôi, không có chê trách là cũng không phải là 100% là như vậy, nhưng đa phần là như vậy. Rồi tháng 9 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 như đã biết thì đó là tháng Nhâm Tuất, một tháng thủy. Như vậy mệnh xét về trụ mệnh là kim sinh thủy, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng bị yếu đi. Như đã biết là khi mà bị mà sinh xuất á, thì các tinh quân mà tốt, phúc tinh và tài tinh sẽ hay bị mờ đi, mà mờ đi thì sẽ không có trợ giúp cho cái bổn mạng của cái người chịu chi phối ha. Rồi thiên can chữ nhâm ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ và mặt tử vi. Tuy nhiên mà xét về nạp âm ngũ hành á, thì như đã biết nhâm là thủy, ất giáp thuộc mộc, nó thuộc dòng tương sinh thủy sinh mộc, thì nó cũng là điều tốt đẹp, có thậm chí là có sinh tài lộc nhưng không có lớn, không lớn được ha, bởi vì chỉ là nạp âm ngũ hành thôi chứ không phải là tử vi. Địa chi Tuất Sửu, hình Tuất Sửu, Tuất Sửu thì thuộc nhóm tự hình và đứng gần nhau trong tứ hành xung, nên có thể nói là tháng này rất là dễ sinh rối rắm ở trong cái gia đạo ha, không có tốt đẹp, đặc biệt là gia đình. Tháng này với cái mệnh lệnh là kim sinh thủy là các cái phúc tinh và tài tinh nó đã yếu đi. Đặc biệt với nam sao kế đô không có phúc tinh tài tinh che chở thì rất là khó khăn ha, dễ gây rối rắm và tai nạn. Đặc biệt với cái sự mà tự hình ở trong cái Tuất Sửu này á, thì có thể nói rằng là các em nam cần đề phòng nhiều điều nếu không muốn xảy ra tranh chấp là khó khăn ở trong gia đạo, thậm chí là có chia liệt tình cảm ha, cẩn thận nha. Rồi tiếp theo là tháng 10 của năm Mậu Tuất 2018. Tháng 10 là tháng Quý Hợi, tháng Quý Hợi tiếp tục là một tháng thủy, xét về trụ mệnh thì cũng như tháng 9, đó là kim sinh thủy ha, bản mệnh sinh xuất tháng, bổn mạng yếu không tốt. Như vậy là
Các em có trải qua cái trụ mệnh của các em có bị nguy vong ở giữa năm ha, như đã nói ha, tháng 6, tháng 5, tháng 6 là bản mệnh khắc, quên, tháng khắc bản mệnh, tới tháng 7, tháng 8 thì bản mệnh khắc tháng, và tháng 8, tháng 9 là sinh xuất bản mệnh. Như vậy là có 6 tháng liên tiếp các em bị bổn mạng không được tốt đẹp, rất rất dễ hay xảy ra nhiều điều mà phải nói là không có ngon lành ở trong cuộc sống rồi ha. Cho nên là cần cẩn thận liên tiếp nha, mấy tháng liên tiếp mà bổn mạng có vấn đề là mình cũng phải để ý. Tại sao mà nam kế đô anh cứ dặn đi dặn lại là kế đô đối với cái tuổi nào không có quan trọng, nhưng mà kế đô với các em mà Ất Sửu năm nay thì cần phải để ý nhiều điều ha. Rồi thiên can quý Ất thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ như cũng như ở tháng 9 thì nhâm với quý thì đều là thuộc thủy, giáp Ất thì thuộc mộc, cho nên là thuộc dòng tương sinh thủy sinh mộc, có thể nói là vẫn có tiếp tục sinh tài lộc nhưng không lớn. Địa chi hợi Sửu là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung hợp với nhau như vậy thì gia đạo cũng không có vấn đề gì, có thể nói là tốt đẹp. Không có vấn đề lớn ở trong cái trụ địa chi. Mà trụ địa chi thì như đã biết thì anh phân tích thì anh thấy nó liên quan nhiều đến gia đạo, mà gia đạo không phải là chỉ có gia đình, tức là vợ con, mà còn có anh chị em và các mối quan hệ bạn bè thân thuộc của mình ha. Rồi tiếp theo là tháng 11 âm lịch. Tháng 11 là tháng Giáp Tý, thì như mọi người đã biết Giáp Tý thì thuộc hành kim, như vậy về trụ mệnh là kim đồng hàng, bổn mạng sức khỏe ok ha. 6 tháng liên tiếp là bổn mạng có lung lay, bây giờ tới tháng này là bổn mạng của mình ok. Thiên can giáp Ất thì không xung không hợp, và trạng thái cân bằng tự chủ. Giáp Ất thì cùng đều là hành mộc hết, về là bằng ngũ hành, thì có thể nói là tiếp tục là một tháng tốt đẹp cho công việc, vẫn sinh tài lộc. Địa chi Tý Sửu là thuộc nhóm lục hợp mà như đã biết thì lục hợp thì nó đem lại rất là nhiều điều. Ngũ hợp của thiên can và lục hợp của địa chi là rất tốt. Những tháng mà mình có thiên can và ngũ hợp hoặc địa chi là lục hợp thì những tháng đó là những tháng tốt đẹp. Và tháng này khi mà mệnh kim đồng hàng nữa thì phúc tinh và tài tinh cũng sẽ được hưởng lợi, không bị che lấp, sẽ tỏa sáng và khống chế bớt cái đại tinh phá tinh của tử vi mình. Như vậy là sẽ có được cái gọi là sự hanh thông. Rồi đó là tháng 11. Đặc biệt là cuối năm nay là năm tháng chạp, tức là tháng 12 âm lịch là tháng Ất Sửu luôn. Thì tháng Ất Sửu là tháng kim, theo như mà tử vi á thì kim đồng hàng ha, thiên can đồng hàng, địa chi đồng hàng, nhưng anh nói ra một điều như vậy nè, với cái trụ mệnh, với cái trụ mệnh của năm là kim của các em gặp năm bình địa mộc là đã là kim khắc mộc rồi, gặp năm nay can mậu thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, nó đốt rất là dữ dằn. Tuy là những tháng này là tháng kim nó cũng cái trụ mệnh nó cũng tương đối đi, nhưng mà là người ở trong cái năm, nhất là tháng hai nam, là người có ở trong một cái tử vi cả năm không có nhiều điện tốt đẹp, gọi là trung bình yếu, thì gặp cái tháng một tháng tuổi luôn thì nên cẩn trọng nhiều điều, dễ lâm vào thị phi và rất dễ dính vào pháp luật ha. Người của kế đô không dính ở tháng 9 thì dính ở tháng 12, rất dễ dính pháp luật. Các em nữ thì coi cẩn trọng giấy tờ, hao tốn tiền bạc mà mình không có biết trước được. Rõ ràng đó là như người ta gọi là năm sinh tháng tuổi, và năm sinh thì mình không nói rồi, năm sinh thì 6 năm nó lập một lần, tháng tuổi mà tháng luôn cả bản mệnh của mình luôn, ở trong một cái năm đầy xung khắc thì như đã nói, như đã phân tích, dù là sao chủ thái dương có tốt đẹp thì cũng phải cần cẩn trọng nếu không muốn hao tài. Làm cả năm đối với các em thái dương nữ mạng thì làm cả năm có tiền tài, đừng để một phút ở trong cái tháng này mà hao tốn, đề phòng cẩn trọng nhiều điều, chi ly những con số, chứ nếu không là mệt. Còn các em nam thì đặc biệt cẩn thận tháng này ha. Như vậy là anh đã tổng hợp xong cái vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với người mà Ất mạng, Ất Sửu sinh năm 1985, cả nam mạng và nữ mạng đầy khó khăn ở trong 4 tháng
4 tháng gần cuối năm chỉ có tốt ở được tháng 9, tháng 11 có thể nói là tốt đẹp nhất, tháng 12 là tháng tuổi thì cần phải đề phòng nhiều điểm. Hy vọng rằng với cái thông tin này sẽ giúp được các em đề phòng được cái những cái hung họa mà có một cái Tết Kỷ Hợi thật sự viên mãn cùng gia đình. Các em xem video thấy ok, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi Ất Sửu cùng biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi, phong thủy hoặc là cái vận hạn có thể là tuổi của mình hoặc là người thân mà ứng dụng vào cuộc sống để cuộc sống có tốt đẹp hơn. Phần mình thì mình có thêm một cái kênh đó là Anh Ba Tử Vi Live ở ngay đây này. Mọi người bấm đăng ký vào để gặp trực tiếp mình vào mỗi cuối tuần để mà có thể gọi là hỏi những cái thắc mắc, nếu như không tiện gọi điện và nhắn tin mình chưa kịp trả lời. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.